Có rất nhiều thảo luận trên mạng về vấn đề uống canh xương có bổ xương hay không. Nhưng theo nghiên cứu thì ta phải uống 70 tô canh xương mới có được một lượng canxi như khi ta uống một ly sữa bò. Đối với trẻ nhỏ, tôi kiến nghị ta không nên dùng xương để nấu súp cho trẻ vì có nhiều mỡ không tốt cho trẻ. Thật ra nguồn cung cấp canxi tốt nhất là sữa. Điều mà chúng ta cần lưu ý hơn nữa đó là kim loại nặng trong xương sẽ được phóng thích khi ta hầm xương quá lâu. Uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không chỉ trẻ em cần bổ sung canxi mà những người lớn tuổi cũng cần bổ sung. Căn cứ theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, có 16% trong nhóm người độ tuổi trên 60 mắc chứng loạn xương. Trong đó 80% là nữ giới. Một khi họ bị gãy xương thì khó lòng bình phục. Khi được đưa vào cơ thể, canxi sẽ được chuyển hóa qua chất xúc tác là vitamin D để được cơ thể hấp thu. Ăn nhiều rau cải, mè đen, vận động, phơi nắng sẽ tăng cường mật độ xương. Những thực phẩm chứa nhiều canxi bao gồm sữa bò, dâu ua, rau cải có màu xanh đậm, đậu phụ, mè đen.